Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đây là một cái dãy nhà sàn ven kênh đôi, và đây là phía sau cái dãy nhà mà bên mặt tiền đường Phạm Thế Hiển Xóm Đạo. Phía trước là Xóm Đạo ha, chúng ta đang đứng ở bên đây xong và nhìn qua bên kia xong nè. Một hồi nữa mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi về một con hẻm mà nơi đó có gắn liền với ký ức tuổi thơ của chú anh chị. Cái hẻm đó nằm ở bên Xóm Đạo và chút xíu nữa chúng ta sẽ đi qua bên kia nha. Và còn đây là dòng kênh Tàu Hủ nối liền với dòng kênh Bến Nghé, đi từ quận Nhất, và theo thẳng hướng này là chúng ta sẽ đi về quận Nhất nè. Và nơi đây cũng có một cái dãy nhà kho ven dòng kênh Tàu Hủ này. Từ ở bên bến Mễ Cốc này, chúng ta sẽ đi theo con đường bến Bình Đông, đi đến cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và, cầu Nhị Thiên Đường, rồi mới đến Phạm Thế Hiển. Rồi, và chớp mắt chúng ta lại có mặt ở phía bên đây xong, và mình nhìn lại phía bên kia lúc nãy chúng ta đang đứng nè. Bên kia là đường ven kênh đôi luôn, nhưng mà bên kia là bên Mễ Cốc. Lúc nãy mình nhìn qua bên đây xong rồi, và theo hướng Phạm Thế Hiển này chúng ta sẽ đi về cầu Nhị Thiên Đường, và nơi đó có rất nhiều nhà thờ. Và hôm nay theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, chúng ta sẽ cùng đi về một con đường mà nơi đó có một cái con hẻm, đó là hẻm 3065, nằm trên trục đường Phạm Thế Hiển này. Hôm bữa mình có đi hẻm 2773 đó, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi hẻm 3065. Và video clip được thực hiện bởi sự yêu cầu của cô chú anh chị Thúy Tường, và cái nickname là Thúy Tường. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị cùng xuất phát nha. Rồi, sau lưng chúng ta đó là cầu Bà Tàng. Lúc nãy chúng ta vừa đứng trên cầu, và bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ cầu Bà Tàng này, đi đến cái hẻm 3065 trên con đường Phạm Thế Hiển. Thì không biết cái hẻm này nằm bên tay trái hay là bên tay phải, nhưng mà tại vì do là con đường này địa chỉ nó cũng hơi lộn xộn, nên thành ra chúng ta cùng dòm ngó nha. Sẵn đây dẫn anh chị các bạn chúng ta cùng đi khám phá cái khu này. Hôm bữa em có đi vô hẻm 2773 thì bất ngờ thấy quá trời ngôi mộ, không biết đó là như thế nào. Thì theo sự chia sẻ của chú anh chị thì đó là những ngôi mộ nằm trong nghĩa trang của giáo xứ Bình An. Và ngày xưa khu này đồng ruộng rất là nhiều, nhưng mà sau này mới có những cái khu xóm nhà đông như thế này. Và bây giờ chúng ta đang tới số 2500 mấy rồi, còn 500 mấy số nhà nữa thôi. Bên cánh trái là 2553, và bên phải là số 2556. Và con đường Phạm Thế Hiển này là một trong những con đường mà nó dài, phải nói là dài nhất Việt Nam luôn, tới 3000 mấy trăm số nhà lận. Và chúng ta len lỏi từ cầu Nhị Thiên Đường cho đến khu này là 2007 rồi. Và hôm nay mình lại tiếp tục khám phá tới khu 3065. Và nơi đây hôm bữa chúng ta có đi ngang đó là ngôi chợ Phú Lợi, một ngôi chợ nằm ven kênh, ven dòng kênh đôi. Và con đường Phạm Thế Hiển ở đoạn này có rất nhiều công trình nha.
khu nhà thờ, khu giáo xứ Bình An lúc nãy. Phía bên kia cầu Bà Tàng ngay sau lưng chúng ta đó, có rất nhiều lô cốt ở trên đường. Có lẽ không biết công trình này có xong trước Tết hay không, nhưng mà rất là bụi. Chúng ta sắp đến, đem xem số mấy là 2733 rồi. Bên cánh trái là 2733, có lẽ là cái dãy nhà đó nằm bên bên trái đó. Chợ Phú Lợi nè, ngôi chợ rất là xưa ở ở khu kênh đôi này. Sẵn đây các anh chị nhìn lại cái hẻm 2773 luôn ha. Và bên cánh trái đây, à, chút xíu nữa thôi, 2000, bây giờ là 2749 nè. Và con đường Phạm Thế Hiển này nối dài, chúng ta sẽ đi thẳng luôn, sẽ ra Bình Chánh luôn đó. Mình vừa đi qua cái hẻm 2773 rồi, cho xe cộ quá nên thành ra không có dừng lại được ngay vị trí xe tải đối diện xe tải lúc nãy đó. Đó, và hẻm 2805. Có lẽ ngày xưa con hẻm này ở phía sau những cái dãy nhà bên cánh trái này rất nhiều đất trống nè, nhưng mà ngày nay thì nhà cửa đồ đã không còn khoảng trống luôn ha, hầu như đô thị hóa hết. Chúng ta tới số 2849. Và Sài Gòn hôm nay là chủ nhật và bây giờ là khoảng hơn 2 giờ chiều. Sáng hôm nay trưa rảnh rỗi, mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi về những nơi xưa. Có rất nhiều comment của cô chú anh chị, nhưng mà những comment nó tiện ở đường nào thì em thực hiện video clip ở khu vực đó ha. Đây là giáo xứ Thánh đường Bình An Thượng, một cái hang đá rất là lớn. Chúng ta cùng nhìn lại cái nhà thờ ngày hôm nay nè. Hoành tráng chưa. Khu này cũng là khu xóm đạo, có rất nhiều nhà thờ ở ở cái đoạn đường Phạm Thế Hiển này. Nhà thờ này trang trí hoành tráng luôn, chúng ta nhìn như là cái núi thiệt luôn. Bên đây nữa nè. Làm công phu quá. Những cái tấm chăn đó, người ta hơ lửa hay sao á, cho nó dúm dúm lại rồi sơn màu trắng lên, tạo lên một cái hình ảnh của ngọn núi rồi hang động rất là bắt mắt. Nhà thờ đổ chuông. Giê-xu ra đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
ta tiếp tục ha. Ở đây là 2903 rồi. Nhà thờ là 2903. Còn ở đây là nhà dân người ta trang trí nè. Hoành tráng ghê chưa. Đó, hẻm 2941. Thật ra Sài Gòn thì nói lớn thì không lớn mà nhỏ thì không nhỏ. Có rất nhiều con đường, rất nhiều con hẻm. Mà em có một mình nên thật ra rất nhiều comment của cô chú anh chị. Nên em sẽ thực hiện lần lượt ha. Các anh chị thông cảm nha. Đây có một hang đá nữa nè. Wow. Hang đá này rất hoành tráng luôn. Ở đây hàng năm cứ vào dịp Noel là xóm đạo ở đây họ trang trí, các nhà dân ở đây nè, cái giáo dân ở đây trang trí tạo nên một cái xóm đạo rất lớn ở Sài Gòn, ở quận 8 này. Chúng ta tới 3010 mấy nè, 15 rồi nè. Mình nhìn chút xíu nữa nha, 3065, không biết ở hẻm đó là như thế nào. Wow, ở đây trang trí quá trời luôn. Ở đây thì có cây thông nữa. Nếu mà chúng ta vì một lý do gì đó mà không thể về quê trong cái dịp Noel này thì những hình ảnh này sẽ gợi nhớ cho các anh chị rất nhiều về Sài Gòn, về những căn nhà xưa, về những con hẻm quê hương của khu xóm ngày xưa. Và chúng ta đang có mặt đây là hẻm 3065. Và đầu hẻm thì cũng không có gì đặc biệt. Và đối diện hẻm chúng ta thấy có một cái hang đá nữa nè, rất là đẹp ha. Với những cây thông, cây thông Noel nè, nhìn cũng rất là bắt mắt. Rồi chúng ta đi vô hẻm ha. Những hình ảnh này sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn đối với các cô chú anh chị. Và nếu các anh chị ở các tỉnh khác thì mình cũng có cái nhìn về cái khu xóm đạo, gọi là xóm đạo quận 8. Ngày xưa có cái bài hát Người em xóm đạo, không biết anh chị bạn có nghe bài hát đó chưa. Mỗi lần nghe bài hát đó là em lại tưởng tượng đến quận 8 nè. Không biết hẻm này là hẻm cùng hay là hẻm thông đi nữa. Mà chúng ta sẽ đi đại. Nhưng mà cũng không biết nhà các anh chị là nhà nào. Nên thành ra em sẽ chạy xe từ từ ha. Đi tới đâu thì các anh chị comment tới đó ha. Trong đây thì mình thấy hẻm ở nhà cũng không có cao. Hẻm này hẻm hẻm cùng rồi. Rồi chúng ta đi bên cánh trái. Hẻm hẻm cùng rồi.
thấy những cái hình ảnh của khu xóm trong hẻm nè. Rồi, chúng ta quay trở ra nha. Và hẻm này là hẻm cùng. Có lẽ ngày xưa con đường này được nâng lên rất là cao, nên chúng ta nhìn thấy những căn nhà có cái cửa rất là thấp. Rồi, số hình ảnh ở trong hẻm 3065 gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng thông qua video clip này, các anh chị cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà. Và sẵn đây thì chúng ta cập nhật số hình ảnh ở quê nhà trong cái mùa Noel này. Nhân đây thì em cũng kính chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc. Ở đây tiếp theo thì mình sẽ đi xem người ta trang trí ở khu xóm đạo này ha. Ở đây thì cũng có trang trí nữa nè. Wow, rất là hoành tráng luôn. Cái thông Noel. Khu này có cái đoạn này có bộ trang trí hoành tráng hơn là cái đoạn lúc nãy. Phía trước cầu Bà Tàng á, bạn thấy đây là nhà giáo lý và sinh hoạt các mục vụ. Tòa nhà này mới xây lên nè. Sẵn đây thì mình đi thêm một đoạn nữa đi. Nếu các anh chị đã từng ở đây thì cũng có nhất đôi lần chúng ta cũng đi đến cái đoạn này. Mình biết đâu trong những hình ảnh này các anh chị khác lại bắt gặp những cái hình ảnh của ngày xưa, của thôn xóm ngày xưa mà ta đã có một thời gắn liền ở đây, hoặc là ta có đôi ba lần đi ngang đây. Chính vì con đường này rất là dài nên thành ra video clip này em thực hiện bằng xe máy, nên các anh chị và các bạn thông cảm nha. Mình đi xe máy thì mình đi được xa hơn, đi được dài hơn, đi được nhiều đường hơn. Và bên tay trái là đường Lê Bôi. Lê Bôi. Vô khu mới thôi. Khu mới thành lập, mới quy hoạch. Và trong quá trình thực hiện video thì có những thông tin nào sai sót và thiếu sót mong của chú anh chị và bạn thông cảm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Để tiện việc theo dõi thì hàng ngày em có 2 video clip ở khung giờ 7 giờ và 19 giờ Việt Nam. Và các anh chị quan tâm thì chúng ta sẽ bật TV lên và vô YouTube ở tìm kiếm đến những địa điểm mà chúng ta đã từng ở, ví dụ chợ Cầu Kho, chợ Cô Giang, xóm đạo Phạm Thế Hiển, hẻm 2773, hẻm 3065, ví dụ như vậy. Hoặc là các anh chị có thể tìm Vinh Lâm TV là sẽ ra video clip của em. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm chia sẻ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye các anh chị và các bạn.
ta dừng lại ở số nhà 3391, nhà này rất là bự.